Chiều nay tại trụ sở Trung mương Đảng, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung mương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tiếp đại sứ Nhật Bản Yamada Takio đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chúc mừng đại sứ Yamada Takio đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp quan trọng của đại sứ trong nhiệm kỳ vừa qua, đánh giá cao đóng góp của đại sứ trong thúc đẩy nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Hai bên duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao thông qua các hình thức linh hoạt, không ngừng củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước, phối hợp tổ chức thành công các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế mà hai nước là thành viên. Đồng chí Phan Đình Trạc mong rằng với cương vị mới, đại sứ tiếp tục dành sự quan tâm và có những đóng góp thiết thực vào việc tăng cường quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển hiệu quả. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt quyết định số 768 ban hành đề án phát triển y tế thông minh tại thành phố Đà Nẵng. Đề án nhằm xây dựng từng bước hình thành hệ thống phòng bệnh thông minh, hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế. Mục tiêu đến năm 2025, Đà Nẵng sẽ hình thành hệ thống y tế thông minh trên cả 3 trụ cột chính bao gồm hệ thống phòng bệnh thông minh, hệ thống khám bệnh, chữa bệnh thông minh và hệ thống quản trị y tế thông minh. Trong đó tiêu chí xác định là 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đồng bộ mã định danh y tế ID, sử dụng mã định danh cá nhân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xây dựng ID y tế trong các phần mềm quản lý liên quan đến công dân. Đề án được thực hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu của các đơn vị với tổng kinh phí gần 490 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ giúp công tác quản lý điều hành các hoạt động ngành y tế được tốt hơn, cải tiến công tác quản lý cũng như phong cách làm việc của cán bộ, nhân viên, nâng cao hiệu quả của công tác phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị, giáo dục và đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học trong ngành y tế.